chào cả nhà. Nhân dịp đầu năm mới, sau khi mình làm cái clip chúc Tết xong thì mình cũng có cảm hứng muốn chia sẻ một số điều có thể giúp ích cho các chị em phụ nữ hạnh phúc hơn, có thêm niềm tin vào cuộc sống hơn. Tại vì các bạn ơi, khi nào mà chúng ta còn so sánh chúng ta với người khác thì chúng ta chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Đôi khi hạnh phúc nó cực kỳ là giản dị thôi các bạn ạ. Hạnh phúc đôi khi là chúng ta nhìn thấy cái nụ cười vui vẻ của người thân của chúng ta thấy bố mẹ chúng ta khỏe mạnh, là đôi khi đó là hạnh phúc. Nhiều khi trong cuộc đời của một người phụ nữ chắc chắn nó sẽ có nhiều cái thứ để chúng ta quan tâm, ví dụ như là gia đình, công việc, bạn bè, sở thích cá nhân, công danh sự nghiệp, rồi chuyện con cái. Nói chung là rất là nhiều cái vấn đề để chúng ta quan tâm, chứ không chỉ có duy nhất một vấn đề. Cho nên chúng ta hãy cứ độc lập. Khi chúng ta độc lập là chúng ta tự chủ về tài chính, chúng ta tự chủ về tài chính. Thế thì khi nếu như trong cuộc sống tình yêu của chúng ta nó chưa được như ý muốn, rõ ràng cái tình cảm trai gái nó không có, chưa gặp được một cái cuộc tình hạnh phúc, hoặc là đi đến một hôn nhân viên mãn, hoặc là chúng ta đã lập gia đình nhưng chúng ta cũng chưa tìm thấy hạnh phúc, thì chúng ta có công việc. Công việc sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cân bằng lại. Cái người phụ nữ chúng ta nhiều khi sống rất là cảm tính, tại vì cảm tính cho nên cái chuyện buồn về tình cảm hay gây cho cái người phụ nữ nó rất là nặng nề trong cuộc sống. Các bạn ơi, cuộc sống này biết lũ là đủ, biết bỏ cái gì không cần thiết là bỏ. Tại vì có một cái điều như thế này, chúng ta lo lắng đau buồn về quá khứ, rồi chúng ta lại cũng lo lắng về tương lai, rồi chúng ta quên đi hiện tại. Và mình đã đọc một cuốn truyện này của thầy Thích Nhất Hạnh này các bạn. Đây, cuốn Quyền lực đích thực, Quyền lực đích thực của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì mình nhận ra một điều rằng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là hiện tại đó các bạn. Vì mỗi người chúng ta, các bạn nên nhớ nhé, chúng ta là một thế giới thu nhỏ, cho nên chúng ta là duy nhất. Và mỗi người chúng ta đều có cách hạnh phúc khác nhau. Ví dụ như chúng ta là một người phụ nữ sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó, không có tiền, thì rõ ràng khi mà các bạn nhìn thấy một số bạn bè hay một số anh chị mặc một cái đồ hàng hiệu hay xách một cái túi LV, thì các bạn cũng có một cái sự so sánh, hay là bản thân chúng ta tủi thân. Thực ra cái điều đấy không cần thiết các bạn ạ. Các bạn không quan trọng chuyện đấy. Các bạn không có tiền mặc đồ hàng hiệu hay xách một cái túi hàng hiệu, nhưng các bạn vẫn có thể mặc một bộ quần áo chỉnh chu, sạch sẽ, tươm tất. Xách một cái túi không phải là hàng hiệu, nhưng nó không phải là một cái túi sờn rách, là chúng ta đã thấy tự tin rồi. Cái tự tin của chúng ta nó nằm từ bên trong, cái giá trị của chúng ta nó nằm từ bên trong, chứ không phải là những cái đồ vật trang trí đó. Nếu có thì là càng tốt, nhưng nó không phải là cái đánh giá duy nhất các bạn ạ. Ví dụ như các bạn, chăm chỉ đi trong một trường mực nào đó, nếu như điều kiện chúng ta có, chúng ta học hành lên thì chắc chắn là tương lai chúng ta sẽ tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không có điều kiện học hành thì chúng ta làm nghề, có những cái nghề nghiệp mà nếu mà chúng ta làm tốt nó vẫn đảm bảo cuộc sống của chúng ta. Như mình thấy có những cái cô làm tóc hay là những cái cô làm thợ làm bánh, thực ra có những lúc mình thấy một cái chị kia chỉ làm cái sa tế ớt ấy, mình trầm trồ bảo trời ơi chị giỏi quá, sao chị làm được sa tế ớt, trong khi mình nói thật với các bạn là mình học hành rất là, cứ cho học hành nhiều đi chăng nữa, mình không làm được cái làm, mình không thể làm bánh được, mình không thể đi làm tóc được, rồi hoặc là mình làm những việc khác được. Cho nên các bạn thấy không, mỗi người nó có một cái giá trị khác nhau. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta không chọn lựa được cái nơi chúng ta sinh ra, chúng ta không lựa chọn được bố mẹ của chúng ta, nhưng chúng ta luôn luôn phải biết ơn bố mẹ, tại vì bố mẹ cho chúng ta sinh mệnh. Có thể vì hoàn cảnh cuộc sống hay là vì những cái lý do về kinh tế mà người ta chưa chăm lo cho chúng ta đầy đủ, thì đó chính là một cái động lực để chúng ta cố gắng hơn nữa. Các bạn thấy không, con nhà nghèo học giỏi hơn con nhà giàu đấy. Tại vì sao? Tại vì trong khó khăn người ta cố gắng, và khi người ta cố gắng được thì người ta sẽ mau chóng đạt được những cái gì người ta muốn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tự tin về bản thân mình, mà hãy luôn yêu thương bản thân mình và luôn luôn cố gắng. Cái gì chúng ta chưa giỏi thì chúng ta cố gắng. Các bạn biết không, nhiều khi bản thân các bạn phải soi gương, phải nhìn vào bản thân các bạn để biết được là chúng ta đang có ưu điểm gì, đang có khuyết điểm gì. Ưu điểm thì chúng ta phát huy, khuyết điểm thì chúng ta khắc phục. Và các bạn biết không,
hạnh phúc không đâu xa cả, hạnh phúc đang ngay ở bên cạnh ta thôi. Cho nên mọi người đừng có bao giờ so sánh chính mình với bất cứ ai nhé. Cuộc sống mà nếu mà chúng ta còn so sánh là chúng ta sẽ không biết hạnh phúc là gì cả. Cho nên nhiều khi có những cái mà những cái gì mà chúng ta có đôi khi là niềm ao ước của người khác. Cho nên các bạn đừng bao giờ là tự tin vào bản thân mình. Chúng ta cứ chăm chỉ cố gắng. Còn hạnh phúc, thực sự ra là cái chuyện hạnh phúc trai gái nó chỉ là một phần trong cuộc đời của người phụ nữ thôi. Chúng ta chọn sai lầm, chúng ta chọn lại, không sao hết. Cho nên các chị em phụ nữ hãy cứ luôn độc lập và tin yêu vào bản thân mình. Và quan trọng là sáng suốt, lựa chọn được cho mình một người đàn ông tốt với mình, phù hợp với mình. Đó là điều quan trọng. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa chọn lựa được, không sao cả. Chúng ta vẫn cứ sống độc lập, chúng ta tận hưởng cuộc sống. Nếu mà chúng ta giúp ích được gì cho bố mẹ thì chúng ta giúp ích. Chúng ta trả hiếu cho bố mẹ cho chúng ta sinh mệnh. Rồi bản thân chúng ta phải yêu quý bản thân của chúng ta. Khi chúng ta đã yêu quý bản thân của chúng ta rồi, chúng ta sẽ không cho ai có cái quyền xúc phạm, có cái quyền làm tổn thương chúng ta cả. Cho nên nếu như chúng ta gặp một người xấu, chúng ta hãy mạnh dạn từ bỏ, mạnh dạn chia tay và cứ hãy sống một mình. Sống một mình không chết đâu các bạn ạ. Cho nên chúng ta chỉ kết hôn và chỉ lập gia đình hoặc là sinh con đẻ cái khi chúng ta có điều kiện kinh tế và chúng ta gặp người đàn ông thương yêu. Còn không, chúng ta hãy cứ sống độc lập, chúng ta sống theo cách chúng ta muốn. Xã hội không có nuôi chúng ta ngày nào nha các bạn. Cho nên các bạn đừng vì cái định kiến xã hội, đừng có vì những cái lời đàm tiếu xung quanh mà các bạn không sống đúng với cái mong muốn của các bạn. Cho nên nhưng ngày đầu năm mới thì mình cũng chỉ nói xàm một chút xíu. Hy vọng là các chị em luôn luôn tìm thấy cái niềm tin yêu trong cuộc sống và hãy độc lập nhé. Độc lập là các chị em sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc và các chị em hãy làm những gì mình muốn và không cho phép ai được quyền xúc phạm chúng ta, được quyền tổn thương chúng ta. Cho nên chúc các chị em nhân dịp đầu xuân mới một mùa xuân mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé. Xin chào.